Chương trình Cửa sổ văn nghệ xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với bản tin văn nghệ. Vừa qua tại nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ của trường mầm non Bộ Công Anh và trường mầm non Ikono Komorebi Nhật Bản. Chương trình văn nghệ hướng đến việc giao lưu văn hóa, giúp các em học hỏi được nhiều điều thú vị qua các ca khúc, tiết mục mà các em biểu diễn trên sân khấu. Qua đó hướng đến mục tiêu là xóa đi khoảng cách, hòa chung cảm xúc, gắn kết những tình cảm yêu thương giữa các em và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai trường cũng như tình cảm gắn bó giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản. Sáng ngày 7 tháng 8, Trung tâm Văn hóa quận Hải Châu và Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng phối hợp khai giảng lớp tập huấn nghệ thuật biểu diễn hô hát các làn điệu dân ca khu 5 và hò khoan đối đáp năm 2017. Tham gia lớp học có 26 học viên là hạt nhân phong trào văn nghệ ở các phường trên địa bàn quận. Việc mở lớp dạy hô hát các làn điệu dân ca khu 5 nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các làn điệu dân ca khu 5 trong đời sống xã hội. Qua đó góp phần định hướng thị hiếu thưởng thức âm nhạc, giúp giới trẻ tiếp cận với những làn điệu dân ca đậm đà sâu lắng của quê hương. Thưa quý vị, âm nhạc thiếu nhi bồi đắp tâm hồn và nhân cách trẻ thơ là chủ đề của hội thảo do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức. Những bất cập về sân chơi ca hát cho thiếu nhi, số lượng, chất lượng các ca khúc, trẻ em hát các ca khúc người lớn là sự quan tâm của đa số nhạc sĩ tại hội thảo. Các nhạc sĩ đã có nhiều tham luận xoay quanh những bất cập về các sân chơi ca hát cho thiếu nhi, như phải chăng các ca khúc đã lỗi thời, làm thế nào để trẻ em ca hát đồng nghĩa với việc bồi đắp, nâng cao nhân cách, trẻ em hiện nay hát các bài hát gì, tiêu chí nào cho các game show ca hát thiếu nhi trên truyền hình. Mong muốn có những ca khúc hay, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, để các em lựa chọn biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc là sự quan tâm của đa số nhạc sĩ tại hội thảo. Xuất phát từ thực trạng âm nhạc của thiếu nhi trong những năm gần đây, thì các nhạc sĩ đều có trăn trở một điều là làm sao để góp chung tiếng nói, cùng nhau bàn bạc và nhìn đúng cái thực trạng của cái nền âm nhạc cho thiếu nhi vốn dĩ đã là một cái mảng âm nhạc rất quan trọng trong những cái năm trước đây, và đặc biệt là đã vun đắp cho nhiều thế hệ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong những năm tháng đã qua. Vì vậy, dành cho một phần quan trọng trong liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại Đà Nẵng lần này, thì ban tổ chức cũng đã dành một cái thời gian thích đáng, cũng như là mời các chuyên gia, các nhạc sĩ, các nhà lý luận để cùng nhau bàn với mục đích là làm sao có được nhiều cái tác phẩm, những bài hát hay, những cái nhạc múa hay cho thiếu niên nhi đồng các lứa tuổi. Tại hội thảo, nhiều sự lo ngại cho rằng trong những năm qua, các cuộc thi ca hát cho thiếu nhi như The Voice Kids, Doremi, Gương Mặt Thân Quen Nhí, Thần Đồng Âm Nhạc Việt đem lại những sân chơi đầy hứng khởi trên sóng truyền hình và đã tập hợp được nhiều giọng ca nhí có năng khiếu vượt trội. Từ sân chơi đó, nhiều em đã bước sang hẳn con đường ca hát, biểu diễn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nên chăng cho phép các em hát những ca khúc người lớn quá sớm. Theo đó, mục đích của các cuộc thi có hướng đến việc góp phần bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách trẻ thơ không? Trước khách về mặt sinh lý học, nó là một cái bất cập, rồi nó là bị tổn thương rồi. Đó, còn về tâm hồn, về cái tình cảm, thì rõ ràng những bài hát người lớn đó nó không thể là phù hợp với một cái lứa tuổi mà mới có thuộc loại nhi đồng một thiếu niên được. Và nếu có thì cũng nên hạn chế, không nên để các em tiếp xúc sớm đấy. Nhưng bây giờ mình cho các em hát những bài tình cảm về nam nữ, phải rằng là mình đã khuyến khích tiếp xúc cho những hội chúng mình. Đó là một cái thực trạng, các cái sinh hoạt mà mang tính cộng đồng về ca nhạc thiếu nhi tự nhiên lâu nay nó đình trệ. Thì quý vị đã biết rồi, trước đây là cứ đến mùa hè là mùa hoa phượng đỏ, không những hoa phượng đỏ của người ngoài đường đâu, mà hoa phượng đỏ chính là tiếng hát thiếu nhi còn nhỏ hay lắm.
đó là các huyện thành thị, các trường học đều rộn ràng tổ chức các cuộc thi hoa phượng đỏ. Rồi đi các nhạc sĩ thì phải sáng tác, đáp ứng và đi dàn dựng cho các cái cuộc thi đó. Nếu bây giờ tại sao bỏ? Giờ như thành phố chỉ còn một cái đội bút sân khấu, mỗi tỉnh cũng còn một đội, một cái nhà văn hóa thiếu nhi rồi đó, thì có được cái đội bút sân khấu. Chứ còn mức cái cộng đồng mà rộng lớn thì là không có được cái hoạt động âm nhạc như thế. Thì đó là cũng là một nguyên nhân khiến cho bài hát thiếu nhi nó không ra đời. Làm thế nào để nâng cao tâm hồn? Làm thế nào để nâng cao nhân cách cho các em thông qua những ca khúc thiếu nhi? Vậy thì chúng ta phải giải quyết những vấn đề gì? Cái thứ nhất, phải có những bài hát hay, phải có những bài hát đúng lứa tuổi, đúng tâm sinh lý cho các em. Phải làm sao hướng cho các em hiện nay nghe cái gì, đọc cái gì, hát cái gì, thưởng thức cái gì. Chúng ta nhớ rằng là ca sĩ nhí hit năm 2015 đó là quán quân Trịnh Nguyễn Hồng Huynh đã hát bài này. Bài này là một ca khúc dành cho lứa tuổi của mầm non. Thời kỳ đó tôi cũng đã cùng với ca sĩ Thanh Trà đã chấm em bé này và tôi cho điểm tối đa. Hát trên một cái nền nhạc jazz và phối cái bài này rất là mới lạ và người nghe rất là thích. Nhưng mà rất tiếc rồi, sau đó rồi tất cả các em thiếu nhi trong các cái sân chơi game hiện nay là các em hát là toàn những cái bài người lớn cả, rất khi hát những bài thiếu nhi. Và chúng ta biết rằng cái âm bực của các em chỉ là quãng 8, quãng 10 thôi. Nhưng mà những cái bài người lớn thì hiện nay có lên là tới quãng là 12, quãng 14 và các em gân lên các em hát. Và không hiểu rằng rồi sau này cái chất giọng các em có phát triển được hay không? Nó có hư hay không? Nó có hỏng giọng các em hay không? Đó cũng là một vấn đề chúng ta cũng cần phải lưu ý. Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống con người và với trẻ em. Âm nhạc góp phần bồi đắp tâm hồn và nâng cao nhân cách. Khi các em được hát những bài hát hay, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, được tham gia những sân chơi âm nhạc lành mạnh và bổ ích. Ca khúc viết cho trẻ em hiện nay ra sao? Các em nghe gì, hát những bài hát nào? Còn là những trăn trở với nhiều nhạc sĩ tại hội thảo khi mong muốn góp một phần trách nhiệm trong hoạt động âm nhạc và giáo dục âm nhạc cho thiếu nhi nhằm mục đích bồi đắp tâm hồn và nhân cách trẻ thơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh ra trên quê hương Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh đã có những năm tháng tuổi thơ êm đềm, nhiều kỷ niệm với dòng sông Vu Gia bên lỡ bên bồi, với những làng quê thanh bình yên ả, với những bãi bờ xanh, rau bắp ngút ngàn. Ký ức với dòng sông, với quê hương đã bắt đầu cho bao cảm hứng thi ca. Những tập thơ như Hoa Vang Sông, Khi Xa Mặt Đất, Thơ Tình Nguyễn Ngọc Hạnh và gần 50 ca khúc phổ thơ của ông là những minh chứng. Trong ngôi nhà của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, người ta sẽ có cảm giác say thơ khi nhìn thấy có rất nhiều tập thơ ở đây, như Tiễn Tập Thơ Tình Việt Nam Thế Kỷ 20, Trăm Năm Thơ Đất Quảng, 700 Năm Thơ Huế, Thơ Sông Hương Tuyển Chọn, Tiễn Tập Thơ Văn Nghệ Quân Đội mà ông có các bài thơ được chọn in trong đó. Đến với thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, người yêu thơ như được trở về với kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, bởi thơ ông luôn hướng về dòng sông, về quê hương, về mẹ. Sinh ra bên dòng sông Vu Gia hiền hòa, ký ức đó đã đem đến cho ông nhiều cảm hứng thi ca. Bao cảm xúc, bao hoài niệm được ông chắt lọc, ký thác, gửi gắm vào thơ. Làng quê, dòng sông quê hương còn là nơi tìm về của tình yêu, sự thủy chung chờ đợi. Cũng là một người sinh ra từ một làng quê ở thượng nguồn sông Vu Gia, Đại Lộc. Và chính nơi ấy đã nuôi nắng tâm hồn tôi để sau này tôi đã tiếp tục để giữ gìn và gửi gắm trong tác phẩm của mình những câu thơ về làng quê, về tình yêu của con người. Và chính một điều đến giờ này tôi vẫn không hiểu mình đã gắn bó với làng quê như thế nào.
mà một trong những bài thơ mà nhiều người còn nhớ, đấy là bài thơ Làng. Những câu thơ ngắn gọn, chắt lọc, nhưng đã gói ghém tất cả những tình yêu của tôi với làng quê của mình. Xưa tôi sống trong làng, giờ làng sống trong tôi. Và có phải chính vì thế, từ cái làng quê ấy đã tạo ra một cái tình yêu với tất cả những cái gì diễn ra xung quanh đời sống của mình. Quê hương trong thơ ông thật êm đềm và mênh mang nỗi nhớ. Ai đã từng đến với dòng sông Vu Gia chắc hẳn sẽ không quên được cảm xúc êm đềm của mênh mang sông nước, của những chiều thanh bình nghe mùi khói rơm, cơm lúa mới, của những đêm trăng lắng ngọt điệu hò khoan. Và có lẽ các tập thơ như Hoa Ven Sông, Khi Xa Mặt Đất, thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh và sắp đến là tập thơ Vơi Cơn Mưa Lên Chiều đã ra đời bởi những hoài niệm và cảm hứng thi ca như thế. Đấy là khi bầu trời không còn bình yên, khi gót chân em dẫm lên chiếc bóng hạnh phúc nhỏ nhoi dưới chân mình. Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh, đâu rồi tiếng chim hót trong vườn địa đàng, một chút nắng thu, một trời thơ mộng. Đâu rồi ngày em như là ảo vọng, bây giờ còn đâu mình tôi một bóng. Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh là một bài thơ nói lên sự nuối tiếc, những hạnh phúc, những giấc mơ đã đổ vỡ khi bao nhiêu tình yêu để vuông xới cái mầm. Tất cả những hạnh phúc đó trong bài Đâu Rồi Giấc Mơ Cỏ Xanh, nó để lại cho người đọc có thể một nỗi buồn, nhưng đấy là một nỗi buồn của hạnh phúc, và người ta hy vọng đến những giấc mơ đẹp trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đâu Rồi Giấc Mơ Cỏ Xanh là bài thơ trong tập thơ Thơ Tình Nguyễn Ngọc Hạnh, tập thơ mà trong suốt nhiều năm của cuộc đời mình, ông đã gửi gắm, ký thác nhiều niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm của tình yêu. Và Đâu Rồi Giấc Mơ Cỏ Xanh cũng là một kỷ niệm, một giấc mơ tình yêu ngọt ngào. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ này qua phần diễn ngâm của Thanh Hải. Che hết những chiều giông bão,
một chút nắng vàng, một chiều mây phủ. Đâu phải hoàng hôn mơ mịt chốn địa đàng. Nơi ấy là cát bụi trần gian, nơi ấy là cát bụi trần gian, là tất cả của gừng cây muối mặn, là nửa gánh nỗi niềm một đời sâu nặng. Đâu phải vô tình lạc vào chốn thiên thai. Khi tiếng chim không còn hót giữa tinh mai, khi tiếng chim không còn hót giữa tinh mai, mới biết vườn địa đàng kia chỉ là cổ tích, ký ức một thời trong đêm chưa tịch. Còn lại gì đây ngoài trái, ngoài trái tim thơ. Quý vị và các bạn thân mến, bài thơ Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh qua phần diễn âm của Thanh Hải đã khép lại chương trình Cửa sổ văn nghệ hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.